Sau đây sẽ cùng đến với phần thi gọi món của nhóm Pháo Bông. Mời cả nhà. Nợ em cả thế giới. Trời, hôm nay hai lá kinh giới ăn yêu anh yêu em. Hả? Nợ em cả thế giới, hai lá kinh giới để yêu em. Anh không nghe mày nói gì hết. Ăn kem. Ăn kem. 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 Rồi, xong. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Su hào. Su hào. Su hào. Su hào. Rồi, quá. Hôm nọ có bà Hoài, bà đi ra đài, bà mua trà xoài. Bánh chưng. 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 Hôm nọ trời đã thui, đang thui, gặp ông da đen. Đen ơi đen. Cái lồng đèn hả? Cái lồng đèn. Không biết nữa, lấy lại đi. Cái lồng đèn là cái gì? Cái lồng đèn là cái gì? Không biết. Lồng đèn thì là bánh trung thu. Cà lem. Cà lem. Cà lem. Ủa? Mày lấy tên rồi mà. Cà lem. Cà lem. Cà lem. Rồi tiếp theo nè. À, bây giờ bắt đầu với những cái từ bánh này. Mình nói luôn đi, mình bớt có dạo đầu nè, mình đỡ có màu vô nha. À, hôm nay ra quán phở trộn, ăn xong thấy rất lồng lộn. Kem trộn. Kem trộn. Kem trộn trái cây. Kem trộn là gì? Kem trộn. Gục gà. Kem trộn là gì? Không hiểu. Kem trộn. Bé rất sáng suốt thấy không? Rồi tiếp theo nè. Hôm nọ có chó Sà Mau đi đâu đi hay đâu? Lâu. Lâu là gì ba? Đó, lần cuối nha. Hôm nọ có chó Sà Mau đi đâu đi hay đâu? Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn là món gì? Lên luôn là cái gì cái má? Lên mẹ luôn. Mẹ đốt sáng xuống. Lên luôn. Lên. Lên. Chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là củ sao nào? Qua đi chứ bên này không lấy được đâu. Hôm nọ. Ê mày đừng có hôm nọ được không? Có thấy cái khẩu hình hôm nọ rõ lắm luôn á. Hồi nãy. Có bà già lọ mọ đi vào nhà trọ để hái khoai mùng sọc. Hôm nọ có bà già lọ mọ đi vào bánh trang trộn. Ok. Hết giờ nha, mời. Bánh trang trộn. Bánh trang trộn. Bánh trang trộn. 3 2 1 Hết giờ. Rồi cùng đến với kết quả của đội Pháo Bông. À, mình lấy cái mâm này gần nè. Thấy là lấy rất là nhiều món nhưng mà không biết có chính xác hay không nha. Ê, nợ em cả thế giới đi hái rau kinh giới để yêu em. Đó, nghe được đúng của em thôi mà nó giống của kem quá cho nên là nó tặng mình đi tìm kem. Thì mình có tìm được kem không nè? Có, cái kem này. Kem đá hương trái cây luôn, sai nha. Đây, mời mình. Anh em mình là cái gì nè, anh mình của Xuân Hào. Cái này là miệng cô đi rất là rõ tại vì cô đi hay rất là hay nói. Nghe cái anh em mình là biết cái gì rồi đúng không? Đúng rồi. Đây, của Xuân Hào, chính xác. Mình cho các bạn không? Anh, cái lúc này mà Tùng lấy sợ anh không biết của Xuân Hào thôi. À không, cũng lấy được nó. Tiếp theo. Hôm nọ có bà Hoài, bà đi qua đài, bà mua trà xoài. Thì không biết tại sao lại nghe ra bánh chưng nữa. Không có một cái vần ưng nào trong này luôn. Nôn nao đừng tết quá đấy anh. Nhưng mà chú bé của chúng ta lấy được một cái bánh chưng rất to cả nhà. Đây. Hôm nọ trời tối đen thui, gặp ông da đen, ngồi ăn sốt tiêu đen. Thì mình nghe ra cái lồng đèn, rồi nghe ra cà lem. Bạn thắc mắc là sao lấy cà lem hoặc sao lấy xì dầu? Không biết mình lấy xì dầu nè. Đó sai nha. Tiếp theo nè, hôm nay ra quán ăn phở trộn. Đó thì nghe ra kem trộn. Cuối cùng phải tìm được là cơm trộn nè. Rồi phở trộn. Chứ ai mà đi tìm kem trộn sao ăn đúng không? Nhưng mà ai nhờ phở trộn lấy đại chứ trộn đó mà đúng đáp án này nữa. Hai đáp án chính xác hiện tại rồi. Tiếp theo, hôm nọ bà già lọ mọ vô nhà trọ để hái khoai sọ. Mình nghe ra bánh tráng trộn và mình lấy nuôi. Rồi, mình sai cho mình nha. Rồi, kết thúc vòng thi gọi món của đội Pháo Bông thì ghi được hai đáp án chính xác.
Bây giờ mình sẽ cùng coi là đội bánh bí sầu riêng của chúng ta thi gọi món như thế nào nha. Bây giờ là Trung nghĩ là đội của mình nè. Đó, chuẩn bị trả thù đúng không? Xin mời. Cùng đến phần thi gọi món của đội bánh bí sầu riêng. Rồi. Tay đua ăn da ua. Kê đua ha kê đua. Kê đua. Mày nói tiếng Việt với nhau đi hả? Tay đua ăn da ua. Cái đũa. Bánh dưa. Cái đũa. Cái muỗng. Đũa đũa. Cái đũa. Đùa đùa đùa. Đùa. Đũa đùa đũa. Gắp 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 đồ ăn á đũa. Đũa đồ ăn mà ông nội. Ủa ủa cái gì có chữ ủa. Đồ uống đồ uống cái gì uống được. Cứ ủa 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 là được. Ủa. Rồi qua. Lúa. Diều hâu ăn điều màu. Diều hâu ăn nhiều màu. Máu. Gì? Máu. Máu. Huyết huyết huyết. 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 Rồi tiếp theo. Ngày hôm qua có một bà thím ăn cà tím. Hôm qua một bà thím đi ăn cà tím. Cà tím. Cà tím. Ờ cà tím. Cà tím. Cà tím. Hay quá. Tiếp theo. Ủa kiểu lấy huyết mà lấy thịt chi vậy? Bạn một sinh. Huyết mà. Huyết. Bây giờ không có huyết thì có miếng máu nè. Bạn một sinh khá nhục mua một cá nhục. Rồi xong qua. Bún bún bún. Bún 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 bún. Bún gì cũng được. Bún 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 lấy bún. Ờ lấy bún. Bún gì cũng được. Bún riêu. Ờ bún gì lòng cũng đất. Được. Ờ. Trai Tây Nguyên ăn khoai Tây Nguyên. Trai Tây Nguyên ăn khoai Tây Nguyên. Sexy lady. Chai Tây Nguyên ăn khoai Tây Nguyên. Chai Tây Nguyên. Martini. Rồi 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 qua đi. Hạt li ti. Hạt li ti. Hạt mưa. Hạt. Hạt hạt hạt. Hạt. Hạt hạt hạt. Hạt. Hạt li ti. Hạt li ti. Hạt li ti là hạt gì? Hạt li ti. Hạt mét tí. Hạt là bé rồi. Hạt li ti. Li ti rồi. Hạt. Hạt. Hạt 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 hạt. Ờ. Li ti. Bé, hạt bé. Rồi, mời tiếp nè. Cô Long uống trà ổ lông ở trong phòng. Cổ lọc, bún xá, cổ lọc. Cô Long uống trà ổ lông ở trong phòng. Rồi đó. Bún chả cô Long. Cái gì? Bún chả cô Long. Bún chả hả? Cô Long. Cô Long. Bún chả ổ lông. Chả ổ lông. Bún chả ổ lông. Bún chả ổ lông. Chả ổ lông. Rồi hay quá, qua rồi có nhà, qua qua. Qua nè. Hết giờ nha. Chút. Đứng chút. 10 chín phút. 1 phút năm nó chuối. Chuối 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 chuối. Chuối 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 chuối. 7. Chuối chuối đúng không? 1 chuối. Chuối 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 chuối. 2. 1. Hết giờ. Kết quả gọi món của đội bánh mì sầu riêng như sau. Ây da, cái món đầu tiên mình cần phải lọc ra trong cái câu đầu tiên mà các bạn đưa cho mình á là tay đua ăn da ua. Tay ua, à, đó, thì em truyền qua cái đũa. Cuối cùng mình lấy cái gì? Vị lúa mì. À, có chữ ua đây. Có chữ ua đó. Có cái phần ua đó cũng là lúa mì. Sai nha cả nhà. Tiếp theo, diều hâu ăn điều màu. Mình nghe ra máu rồi mình suy luận ra là huyết. Không có huyết. Thật điều màu hả? Nó có máu nè, nó huyết. Máu này. Rất sáng tạo nhưng mà sai nha cả nhà. Tiếp theo. Ngày hôm qua có một bà thím đi ăn cà tím. Rồi, đó. Cà tím. Rồi, cái này là nghe được. Cái này khá là đơn giản đúng không? Nghe nguyên câu luôn. Đó, nguyên đội hiểu rất là hiểu ý nhau mà lấy được liền. Tiếp theo nè, bạn học sinh khá nhục mua hộp cá nục. Cá nục. Nghe là bún riêu. Rồi mình lấy gì? Bún riêu lòng đất gì đó. Nghe trời nghe rất là hoang mang luôn. Cô mình lấy gì? Sao lấy bún, không có bún mắm đỡ đi nha. Bún mắm đỡ đi nha. Rồi sai luôn nha cả nhà. Tiếp theo nè, trai Tây Nguyên ăn khoai tây nghiền. Ôi rồi ôi. Lý do gì nghe ra hạt li ti. Rồi. Đây hạt tiêu đen cũng hạt li ti đây. Sai luôn, sai luôn. Tiếp theo nè, cô Long uống trà ô long ở trên không. Sai. Ôi ôi ôi. Nghe được chữ ô long. Nhưng mà em ơi, em truyền qua là bún chả cô Long. Em ơi, cái này là do bạn mình thông minh, bạn mình nhanh trí. Không mà em có chữ ô long trong đấy. Có chữ ô long là hay rồi. Không, em chữ cô Long luôn em. Đó. Nhưng mà bạn mình nhanh nhạy lắm, lấy được cái này nha. Hai đáp án chính xác. Tiếp theo. Còn hai trái chuối bonus theo kìa. Trời ơi, nhiều chuối vậy trời. Cái câu đúng của người ta là đứng chút
ăn trứng cút. À cút à. Dạ đứng chút ăn trứng cút. Chứ không phải đuối luôn. Đuối. Sai luôn hai cái. Với hai đáp án chính xác bằng với đội pháp bông của chúng ta, cho nên là một lần nữa cả hai đội cùng ghi được một điểm. 2-2 cho vòng gọi món. Và sau đây mời cả hai đội cùng đến với vòng vào bếp.